Xin chào anh chị khách hàng. Thì hôm nay Giang sẽ giới thiệu với anh chị khách hàng một căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh đến từ dự án Akari City anh chị khách hàng nhé. Căn của chúng ta là AK6 1410. Thì bây giờ Giang sẽ mời anh chị khách hàng cùng di chuyển vào để tìm hiểu chi tiết căn này anh chị khách hàng nhé. Thì từ ngoài cửa bước vào á, thì bên tay trái của chúng ta sẽ có tủ điện nè anh chị khách hàng ha. Và không gian này anh chị có thể bố trí nguyên hệ thống tủ để mình để giày dép, ô dù, nón bảo hiểm ở khu vực này anh chị khách hàng nhé. Và khu vực bên tay phải của chúng ta đây là nhà vệ sinh chung, không gian nhà vệ sinh chung ha. Thì trong không gian nhà vệ sinh chung này thì phía nhà chủ đầu tư Nam Long họ bố trí cho mình một phòng tắm đứng nè, rồi bồn rửa mặt, lavabo ha, lavabo bồn cầu thương hiệu Linat anh chị khách hàng nhé. Rồi còn tay trái của chúng ta đây là không gian phòng ngủ nhỏ. Không gian phòng ngủ nhỏ của chúng ta sẽ có một cái cửa lùa, cửa sổ lùa anh chị khách hàng nhé, hướng ra phía ngoài lô gia sân phơi, và sẽ lấy ánh sáng, lấy gió và oxy sẽ lùa vào trong phòng ngủ nhỏ của chúng ta luôn. Thì trong phòng ngủ nhỏ này thì phía chủ đầu tư họ đi sẵn cái dây chờ nè, dây chờ để mình lắp cái máy lạnh ở đây anh chị khách hàng nhé. Rồi từ phía bên ngoài nhìn vào thì anh chị khách hàng sẽ thấy không gian của phòng khách ha, phòng khách cũng khá là rộng và thoáng anh chị khách hàng nhé. Thì tại khu vực phòng khách này anh chị có thể bố trí cái bộ sofa của mình ở đây ha, khu vực bên này ha. Còn khu vực này thì phía chủ đầu tư họ đi hệ thống điện thì chúng ta sẽ lắp hệ thống tivi ở đây, rồi chúng ta có thể làm một cái tủ kệ tivi ở đây anh chị khách hàng nhé. Còn đây là phòng ngủ chính của chúng ta nè, xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển vào phòng ngủ chính của chúng ta ha. Thì đây là không gian phòng ngủ chính. Thì không gian phòng ngủ chính của chúng ta sẽ view về phía công viên trung tâm, cực kỳ là đẹp luôn nè anh chị khách hàng. Anh chị khách hàng có thể di chuyển lại gần để mình xem qua cái công viên trung tâm của chúng ta ha. View hồ bơi rồi sân chơi trẻ em đầy đủ tất cả những tiện ích luôn. Còn ở dưới tầng 2 á, anh chị khách hàng thấy khu vực đó không ạ? Khu vực đó nó có một cái khu vực gọi là khu vực sân vườn ha. Giống như ở đó thì có những căn terrace nằm ở dưới, thì có sân vườn, đó là không gian sử dụng tiện ích chung ha. Chúng ta có thể xuống mình cà phê mỗi buổi chiều, buổi sáng để mình trải nghiệm một không gian không khí tuyệt vời ha. Rồi còn cái clubhouse ở đó ha, thì đó có quầy cà phê thì chúng ta có thể xuống cà phê dưới đó cũng được luôn ha. Khu vực hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em nè, rồi sân chơi trẻ em, rồi có sân bóng đá mini nè. Trong cái phòng ngủ này thì phía chủ đầu tư họ bố trí cho mình một cái nhà vệ sinh riêng cho phòng master anh chị khách hàng nhé. Mời anh chị khách hàng cùng vào xem ha. Đây là không gian của phòng master, cũng có phòng tắm đứng nè, rồi bồn cầu, lavabo, rửa mặt đầy đủ hết, những cái giá treo khăn đầy đủ cho mình ha. Và ở trong đây có luôn cái hộp điện để chúng ta cắm những cái thiết bị máy sấy vân vân ha. Thì trong phòng khách này chúng ta có luôn cái ban công anh chị khách hàng nhé. Đây là không gian khu vực ban công. Thì đối với căn này thì chủ đầu tư họ thiết kế cho mình cái cục nóng nằm ở đây. Thì tại không gian này thì chủ đầu tư cũng khá là tinh ý khi làm một cánh cửa để che cái cục nóng này lại anh chị khách hàng nhé. Nó sẽ không mất cái thẩm mỹ của căn của chúng ta. Thì ban công này chúng ta view trồng cây, trồng một số loại cây cảnh ha. Thậm chí chúng ta có thể làm những cái chậu, chúng ta có thể trồng những cái mảng thực vật ăn được ha. Cực kỳ là đẹp và thoáng luôn. Và kế bên phòng master thì ở đây chủ đầu tư họ bố trí cái không gian khu vực bếp. Thì ở đây chủ tư chừa cho mình một cái ô để chúng ta để cái tủ lạnh ở đây. Thì tại không gian này anh chị có thể thiết kế một cái tủ cao lên tới trần luôn cũng được, để mình chứa thêm vật dụng, mình vừa để tủ lạnh, mình vừa làm cái tủ không gian trên, mình chứa thêm một số vật dụng cần thiết cho gia đình ha. Còn đây là không gian khu vực bếp. Tại không gian khu vực bếp này thì gần như đầy đủ rồi. Hệ thống bếp 3 dùng nấu ha, thương hiệu Oben anh chị khách hàng nhé. Và bồn rửa cũng thương hiệu Oben nè.
rồi mặt đá nè ha. Đá này đá nhân tạo nha các thằng nhé, thì đá này liền khá là đẹp luôn. Còn hệ thống tủ thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới khá đầy đủ luôn, thì chúng ta có thể chứa được rất là nhiều vật dụng về nấu nướng rồi thức ăn thực phẩm đầy đủ trong đây anh chị khách hàng nhé. Một số căn hộ mà bàn giao không có tủ bếp trên thì chỉ có tủ bếp dưới thôi. Ở những dự án khác thì thậm chí có những dự án không có làm cái tủ bếp luôn, thì chúng ta mua những căn hộ như vậy chúng ta sẽ bỏ thêm một khoản chi phí nữa. Còn đối với căn này thì đầy đủ luôn rồi, mình chỉ dọn đồ vào ở thôi ha. Rồi thì trong cái không gian bếp này á sẽ có một cái cửa, cái cửa thông ra phía ngoài lô gia anh chị khách hàng nhé. Đây là khu vực không gian lô gia nè ha. Tại không gian lô gia này thì có đi một cái dây chờn cục nóng ha. Ở đây là một cục nóng. Rồi trong không gian lô gia này anh chị có thể là trồng cây khu vực này luôn. Rồi mình làm một cái dàn phơi nè. Đây có cái lam lấy gió đầy đủ thì phơi quần áo sẽ mau khô hơn ha. Thì cái hơi nước nó sẽ thoát ra phía bên ngoài luôn. Và ở đây có một cái cửa sổ, cửa sổ này thông với cái nhà vệ sinh của phòng master anh chị khách hàng nhé. Rồi thì còn không gian này chúng ta có thể đặt cái bộ bàn ăn ở đây ha. Thì nấu nướng xong thì anh chị cứ dọn thực phẩm ra đây mình để mình ăn thôi. Rồi nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay căn này thì căn này hiện tại thì Giang đang bán ha. Nếu anh chị khách hàng muốn sở hữu thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ mời anh chị đến tham khảo căn này và tìm hiểu giá chi tiết căn này luôn. Thì hiện tại thì Giang đang muốn bán gấp nên anh chị khách hàng nào liên hệ sớm thì bên phía của Giang sẽ thương lượng giá chi tiết để mình sở hữu một căn view công viên cực kỳ là đẹp luôn. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại căn hộ Akari City, tháp 6, căn số 10 anh chị khách hàng nhé. Rồi xin chào anh chị khách hàng.